Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lào Cai ngày mới thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 27 tháng 2, cũng là ngày cả nước long trọng kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2018. Đây cũng là dịp để chúng ta dành sự quan tâm đặc biệt cho những người làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vâng, họ có thể là những y bác sĩ dành hàng giờ đồng hồ trong phòng mổ để giành lại sự sống cho các bệnh nhân. Cũng có thể là những thầy thuốc miệt mài nghiên cứu ra những bài thuốc hay và cũng có thể là đội ngũ y tá cắm bản. Và có một điểm chung của những người thầy thuốc đó là ngày đêm họ miệt mài tâm huyết với nghề. Và nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong chuyên mục Chuyển động ngày mới. Những tin chính có trong mục Chuyển động ngày mới: tưng bừng lễ hội ẩm thực các dân tộc huyện Bát Sát, nông dân xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà thu 60 tỷ đồng từ bán quế, các địa phương vùng núi cần đề phòng mưa đá và lốc xoáy. Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn vừa long trọng tổ chức mừng thọ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các cụ cao tuổi trên địa bàn. Hội người cao tuổi thị trấn Khánh Yên có trên 400 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong năm 2017, hội đã huy động được 19 triệu đồng đóng góp vào quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi, tổ chức thăm hỏi tặng quà 30 cụ có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi gặp mặt, đại diện chính quyền địa phương kính chúc các cụ luôn mạnh khỏe, trường thọ, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Cũng trong dịp này, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời tư vấn về chế độ sinh hoạt ăn uống, đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi. Tại xã Bản Xèo, huyện Bát Sát vừa tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực. Đây là lần thứ 3 huyện Bát Sát tổ chức lễ hội này nhằm góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Lễ hội năm nay có sự tham gia của 11 xã với nhiều gian hàng ẩm thực, nông sản. Mỗi gian hàng bày bán những món ăn khác nhau, nhiều món mới lạ, đa dạng, phong phú, mang đặc trưng riêng của các vùng miền, các dân tộc. Đến với lễ hội ẩm thực, du khách đã được tham quan các gian hàng triển lãm, nghe giới thiệu các sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc biệt là quy trình nấu một số loại rượu đặc sản được đồng bào các dân tộc chưng cất theo bí quyết cổ truyền bằng men lá và các loại thảo dược quý như rượu San Lùng của xã Bản Xèo, rượu Nậm Pung của xã Nậm Pung, rượu Sim San ở xã Y Tý, rượu Sáng Cù ở xã Mường Vi. Sau hơn 2 năm thực hiện đề án tạo bước đột phá trong phát triển thương mại dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2016-2020, đánh giá chung cho thấy các chỉ tiêu trong đề án đưa ra cơ bản đạt mục tiêu, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 ước đạt 14.610 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 83% mục tiêu đề án. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan, tuy nhiên kết quả hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố vẫn tăng cả về lượng và chất. Các hoạt động, dịch vụ viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch phát triển rất nhanh về quy mô và gắn với công nghệ hiện đại nên đem lại hiệu quả cao, nhanh chóng, thỏa mãn nhu cầu của tiêu dùng. Kết quả hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đang từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 17.600 tỷ đồng. So với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, đến năm thứ 3 triển khai, các mục tiêu của đề án đã cơ bản vượt các mục tiêu đề ra. Kết thúc vụ quế năm 2017, nông dân xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà có số thu từ bán quế lên đến 60 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Với tổng thu nhập từ bán quế lên đến 60 tỷ đồng, thì trung bình mỗi nhân khẩu ở xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà có thu nhập khoảng 30 triệu đồng trong năm 2017, và chưa kể các nguồn thu khác từ sản xuất nông nghiệp. Giá quế khô cạo vỏ đạt các tiêu chuẩn, có thời điểm nông dân đã bán lên đến 250.000 đồng mỗi kg. Ngoài ra, nông dân tận dụng thân lá, cành, quả khô, thân gỗ để bán, đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân. Xã Nậm Đét có gần 2.000 nhân khẩu, nông dân đang trồng chăm sóc khoảng 1.800 hectare quế. Tính trung bình, mỗi người dân xã Nậm Đét đang sở hữu khoảng 0,7 hectare quế. Với việc trồng quế hữu cơ trên cơ sở những tri thức bản địa, đang giúp địa phương này xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên nền tảng phát triển mạnh về kinh tế, với thế mạnh là trồng quế hữu cơ gắn với tiêu thụ. Nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng hội tụ gió trên cao đang được thiết lập trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông trên diện rộng.
Dự báo hôm nay Lào Cai có mưa rào đều khắp và dông rải rác, có nơi xuất hiện mưa vừa. Ngoài ra, do điều kiện địa hình đồi núi cao cùng với nền nhiệt độ hiện khá âm nóng, nên khi mưa dông xảy ra, dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như mưa đá kèm theo lốc xoáy trong cơn dông. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực miền núi, cần đề phòng dạng thiên tai này có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ về nhà ở, hoa màu và cây trồng. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày 27 tháng 2. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng núi cao nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và có thể có dông, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Tiếp theo chương trình mục ống kính góc rộng là ghi nhận của phóng viên về những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc Lào Cai trong việc rèn y thuật, củng cố y đức. Phần cuối chương trình trong mục nét đẹp cuộc sống là phóng sự phản ánh vai trò của đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Sát trong việc tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế. Như đã đề cập ở phần đầu của chương trình, với vai trò của mình, đội ngũ y bác sĩ Lào Cai đang nỗ lực từng ngày để chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân. Vâng, y thuật và y đức đó là những yếu tố cần và đủ của một lương y. Trong giai đoạn hiện nay khi mà các yếu tố khoa học kỹ thuật đang tạo ra bước phát triển vượt bậc cho y học, thì vấn đề y đức của người thầy thuốc lại càng nhận được sự quan tâm từ những người bệnh và toàn xã hội. Vâng, đúng như vậy anh Huy Trường ạ. Và thông qua phóng sự sau đây, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một thông điệp rằng các y bác sĩ là những người luôn phải chịu những áp lực vô cùng to lớn trong công việc. Chính vì vậy, sự quan tâm chia sẻ của người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng là một phần rất quan trọng để nâng cao y đức của người thầy thuốc. Đây là hình ảnh được chúng tôi đã ghi lại trong những giờ phút cuối cùng của năm Đinh Dậu tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy chỉ là cơm hộp theo suất, song ekip trực đêm 30 Tết đã không thể cùng ngồi ăn trọn vẹn bữa ăn cuối cùng của năm vì tần suất các ca cấp cứu quá dày. Thiệt thòi không được cùng gia đình sum vầy đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những người thầy thuốc ở đây còn phải căng thẳng xử lý những ca cấp cứu và bệnh nặng. Dù thiệt thòi vất vả, nhưng họ vẫn luôn tự hào với cái nghề mà mình đã chọn. Ai cũng muốn là ở nhà đón Tết với chồng, với con, với gia đình. Nhưng chúng tôi ở nhà thì có những bệnh nhân ở đây thì không biết làm thế nào. Chúng tôi vẫn phải tham gia trực cấp cứu để tiếp đón, để cấp cứu nhiều bệnh nhân trong những trường hợp bệnh nhân nặng. Đấy cũng là một hạnh phúc nghề nghiệp của chúng tôi. Không chỉ ở khoa cấp cứu, mà trong những ngày Tết vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn phải duy trì quân số trực Tết lên tới 70 cán bộ, từ lãnh đạo, y bác sĩ tới các điều dưỡng. Đã 10 năm gắn bó với nghề thầy thuốc, cũng là gần từng ấy năm bác sĩ Nguyễn Việt Hải ở khoa hồi sức cấp cứu phải cùng các đồng nghiệp tham gia trực Tết. Thiếu đi không khí đầm ấm của gia đình, song với những thầy thuốc như anh thì đây là điều bình thường đã được xác định từ khi chọn nghề này. Tết Nguyên Đán là cái dịp mà để gia đình đoàn tụ sum vầy. Tuy nhiên là trong những cái dịp lễ Tết này thì cái nguy cơ mà những cái dịch về ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thức ăn hay tai nạn giao thông là sẵn sàng có thể xảy ra. Chúng tôi thì đã lựa chọn những ngành y, và lựa chọn cái công việc chăm sóc và điều trị những bệnh nhân là công việc chính, là niềm vui, là niềm tự hào. Cho nên là trong những ngày Tết Nguyên Đán này, anh em chúng tôi cũng cố gắng phân công công việc để vừa hoàn thành trách nhiệm với gia đình và cũng vừa hoàn thành trách nhiệm mà trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Không chỉ trong ngày Tết, tinh thần tất cả vì người bệnh đã được quán triệt trong toàn ngành y tế Lào Cai, đặc biệt là những cơ sở có chức năng khám và điều trị bệnh. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này khi quan sát điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ y bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng hiện nay. Căn phòng chỉ gần 18m2, vậy nhưng đó là nơi làm việc của gần 20 người. Do bệnh nhân gia tăng, họ đã dành cả nơi làm việc của mình để có chỗ kê thêm giường, đảm bảo công tác điều trị cho người bệnh được tốt nhất. Vì cái áp lực bệnh nhân đông
Chúng tôi có những ngày điều trị cho 70 đến 100 bệnh nhân một ngày, thì cho nên là chúng tôi phải nhường cái phòng làm việc đấy để cho bệnh nhân, và chúng tôi chuyển sang cái phòng đơn bên này. Thì mặc dù là cái không gian nó cũng chật chội, nhưng mà tất cả vì bệnh nhân thân yêu cho nên là chúng tôi cũng cố gắng khắc phục để phục vụ cho bệnh nhân được tốt hơn. Chưa thể làm hài lòng mọi người bệnh và người nhà bệnh nhân, vì có lúc người bệnh phải chờ đợi, có thời điểm người thầy thuốc mệt mỏi, thiếu đi sự tư tắn ân cần. Nhưng đó là những yếu tố rất con người, vượt lên tất cả sự hy sinh, cống hiến của đội ngũ thầy thuốc vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là không thể phủ nhận. Chứng kiến và thấu hiểu nỗi vất vả của các y bác sĩ trong từng ca trực, chúng ta sẽ càng trân trọng và mong muốn được gửi tới các thầy thuốc những lời chúc mừng tốt đẹp nhất như một lời tri ân nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đã về trên khắp các bản làng vùng cao Lào Cai. Tại khu vực biên giới, bà con các dân tộc đang phấn khởi vui mừng bởi những thành tựu đạt được trong năm qua, đặc biệt trong việc cùng nhau đoàn kết, kề vai sát cánh với lực lượng biên phòng, giữ vững chủ quyền biên giới, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, làm đổi thay mọi mặt của đời sống bà con thôn bản. Vâng, với các hình thức hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đa dạng, phong phú của lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai trong năm 2017, thì đã có 71 hộ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu từ sự hỗ trợ thiết thực của những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Chúng ta sẽ được biết cụ thể hơn về những việc làm này qua phóng sự do phóng viên Thế Văn Tiến Dũng thực hiện tại đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Sát. Từ một hộ gia đình nghèo, luôn thiếu thốn, vậy nhưng xuân này, đời sống của gia đình nhà chị Lầu Thị Khu ở thôn Bản Phò, xã A Mú Sung đã thay đổi một cách toàn diện. Không chỉ xây được căn nhà mới, gia đình chị giờ còn có thu nhập bền vững từ phát triển sản xuất chăn nuôi. Nhà bộ đội biên phòng cho gia đình mình đôi lợn, rồi hướng dẫn cách chăn nuôi. Gia đình mình giờ đã có lợn bán lấy tiền mua sắm vật dụng, có lợn giống để chăn nuôi, không lo đói nữa. Hộ chị Lầu Thị Khu chỉ là một trong năm hộ ở Bản Pho được bộ đội biên phòng A Mú Sung hỗ trợ lợn và hướng dẫn cách chăm sóc. Mặc dù thời gian hỗ trợ chưa dài, nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả trong phát triển kinh tế của đồng bào. Từ việc phát triển chăn nuôi theo hình thức thả rông chuyển sang chăn thả trong chuồng trại, không những lợn được chăm sóc cẩn thận mà môi trường nông thôn còn được cải thiện rõ nét. Không chỉ hỗ trợ con giống, đồn biên phòng A Mú Sung còn tích cực vận động nhân dân hai xã A Mú Sung, Nậm Trạc chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ cây trồng truyền thống sang chuối, dứa theo hướng chuyên canh, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến với thôn bản thì giúp thôn bản đi xem nương nếu giúp làm kỹ thuật trồng cây như nào, với lại giúp nhiều thứ lắm. Trong cái thực hiện cái phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với lại các vị địa phương như trong thôn tuyên truyền bà con dân chuyển đổi các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, cụ thể như là trong thực hiện cái phát triển thì trong đấy là trước đây chúng ta trồng cây dứa, cây chuối, sau này là cũng mạnh dạn phù hợp địa phương để chúng ta chuyển đổi sang thử nghiệm trồng cây cam vinh, thì bước đầu cũng mang lại cái hiệu quả bước đầu, để hướng tới trong thời gian tới hy vọng rằng là các cái mô hình này sẽ đưa vào hoạt động và phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ủng hộ hai xã Mú Sung và Nậm Trạc với số tiền trên 270 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn. Đối với công tác an sinh xã hội, đơn vị phối hợp với trạm y tế hai xã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 700 lượt người, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về. Cùng với nhiều hoạt động thiết thực khác, đồn biên phòng A Mú Sung đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết, bảo vệ tốt chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Vâng, hy vọng với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới của lực lượng biên phòng sẽ giúp thêm nhiều hộ gia đình biên giới thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tới đây, chương trình Lào Cai ngày mới của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.